Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi sẽ phân tích cơ bản mã cổ phiếu HAG. Thì các bạn, chúng ta đang thấy trên màn hình là cái báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai HAG. Thì các bạn thấy rằng là trong năm 2016, cái doanh thu, cái lợi nhuận của nó, doanh thu của nó đạt cũng khá các bạn. Doanh thu của nó đạt khá và cũng tăng lên là 200 tỷ, tức là 6.400 tỷ, không? Thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đạt khá so với năm ngoái. Tuy nhiên thì lợi nhuận nó lại âm các bạn. Tổng cộng là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nó âm tới các bạn thấy là 339 tỷ. Tổng cộng thì chúng ta thấy lợi nhuận của nó âm tới 1.020 tỷ. Đây là chúng ta thấy rằng là Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2016 vừa qua thực sự là một cái năm cực kỳ khó khăn, không? Các bạn thấy như năm vừa rồi chúng ta còn có lãi 500 tỷ. Tuy nhiên thì đến năm nay thì chúng ta thấy Hoàng Anh Gia Lai đang lỗ tới 1.020 tỷ, không? Năm 2016 thì đây là một cái mà đáng buồn đối với một cái doanh nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai. Các bạn thấy trong những năm vừa qua thì cũng không có cái nào mà đến nỗi mà chúng ta thấy để lỗ hết. Tuy nhiên thì cái năm 2016 là cái năm tận cùng của Hoàng Anh Gia Lai. Thì các cái các bạn thấy các cái Zco, các bạn thấy là Zco nó năm vừa qua, năm 2015 nó đã phạm phải dưới 1.18 các bạn ha, dưới 1.18. Tức là bạn thấy rằng là 0.78. Thì nó đã cảnh báo cho chúng ta biết là năm vừa qua là cái khả năng của Hoàng Anh Gia Lai nó sẽ một cái tài chính rất là khó khăn. Nó đến năm 2016 thì những cái con số này nó còn thấp hơn nữa các bạn. Nó còn thấp hơn nữa. Thì như vậy chứng tỏ cái Hoàng Anh Gia Lai cái năm tiếp theo, năm 2017 này còn gặp rất nhiều khó khăn so với năm 2016 nữa. Năm 2017 này còn gặp nhiều khó khăn. Đó, chúng ta đến Zco. Thì lỗ tới 1.000 tỷ, trên 1.000 tỷ thì các bạn thấy những con số về tài chính như ROE, ROA thì các bạn thấy nó mang cái giá trị âm các bạn. Mang cái giá trị âm. Thì đó là một cái đáng buồn đối với Hoàng Anh Gia Lai. Thì các bạn thấy rằng là mặc dù hoạt động về hoạt động của công ty thì nó cũng đạt sức được được sự hiệu quả. Tuy nhiên thì sự cố gắng của Hoàng Anh Gia Lai nó cũng không đem lại cái phần lợi nhuận, mà nó còn đem về cho chúng ta thấy rằng là lỗ rất lớn. Ở đây tôi nói lỗ rất lớn. Thì bạn thấy rằng là cái cơ cấu về tài sản thì bạn thấy nó lại cái tài sản lưu động của nó lại giảm. Nó tài sản dài hạn thì nó tăng lên ha. Nợ thì các bạn thấy cơ cấu nợ của nó vẫn ổn định, cũng không trả nợ được mà nợ nó còn tăng lên các bạn ha. Nguồn vốn thì nó bị chúng ta thấy bị suy giảm ha. Nguồn vốn bị suy giảm thì nợ này tăng lên. Thì chúng ta xem nguồn vốn tại sao suy giảm. Thì trước hết thì chúng ta thấy là cơ cấu về tài sản thì ta thấy tài sản lưu động chúng ta đang giảm các bạn ha. Giảm 3.000 tỷ, tương đương 3.000 tỷ, thì các khoản phải thu cũng giảm nè các bạn ha. Các khoản phải thu cũng giảm, phải thu về cho vay ngắn hạn cũng giảm các bạn. Tất cả các chỉ tiêu về ngắn hạn như hàng tồn kho cũng giảm các bạn. Rồi các khoản phải thu dài hạn cũng giảm các bạn ha. Nói chung thì các tài sản thì giảm ha. Tuy nhiên thì các bạn tài sản xây dựng dở dang cũng giảm ha. Cũng giảm. Tuy nhiên thì tổng tài sản dài hạn thì chúng ta thấy lại tăng nhẹ thôi, không? Thì chúng ta thấy rằng là trong đây tất cả các chỉ tiêu về tài sản đều đã giảm. Tuy nhiên thì cái tài sản cố định thì lại tăng lên các bạn ha. Chủ yếu là tài sản cố định tăng lên ha. Đó, tài sản cố định tăng lên có nghĩa là trong năm vừa qua nó đã phải mua sắm các thiết bị và tài sản cố định các bạn. Thì khi mà mua sắm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái phần khấu hao nó phải cao lên. Các bạn thấy trong năm vừa rồi khấu hao nó tăng lên. Thì các bạn thấy phần lớn là sự tăng lên của tài sản là do đầu tư vào các cái tài sản cố định các bạn ha. Rồi tài sản bất động sản đầu tư thì các bạn thấy nó cũng tăng lên đột biến các bạn ha. Có nghĩa là cái đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai trong năm qua, đầu tư bất động sản nó tăng lên gần 3.000 tỷ các bạn ha. Gần 3.000 tỷ các bạn. Như vậy thì em thấy sự trở lại của
Hoàng Anh Gia Lai trong bất động sản là 3.000 tỷ. Thì chúng ta phải coi lại cái báo thuyết minh báo cáo tài chính xem đầu tư bất động sản này là do đầu tư vào cái gì vậy ha. À, 3.000 tỷ là một con số không hề nhỏ đâu các bạn ha. Với cái khoản tăng lên, tất cả các cái chỉ tiêu về hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai như tài sản cố định, tài sản lưu động thì đều giảm. Về nói hàng tồn kho các bạn, hàng tồn kho nó cũng giảm khá là mạnh ha các bạn. À, hàng tồn kho giảm cũng khá là mạnh. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là chỉ có mỗi một cái khoản là chúng ta thấy tài sản cố định được tăng lên. Tài sản cố định hữu hình các bạn ha, hữu hình nha, có mua sắm gì đó. Rồi chúng ta thấy rồi có bất động sản đầu tư tăng lên đột biến nha. Các bạn phải để ý cái phần này. Chúng ta chuyển sang coi cái phần mà xây dựng dở dang nó cũng giảm nha các bạn, giảm. Nè, giảm tới các bạn thấy là 2.000 tỷ ha, 2.500 tỷ đó. Nói chung các cái chỉ số về tài sản chúng ta thấy chủ yếu tăng lên là do hoạt động về bất động sản, đầu tư bất động sản cũng như là tài sản cố định. Bây giờ các cái chuyển sang cái nợ, các bạn thấy nợ nó ổn định các bạn ha. Nợ ngắn hạn là 13.000 tỷ thì nó tăng lên khoảng 600 tỷ ha. Nợ dài hạn thì tại tăng lên 3.000 tỷ ha, gần 3.000 tỷ. Thì bạn thấy rằng là nói chung nợ chúng ta thấy tăng lên cỡ gần 3.000 tỷ. Gần 3.000 tỷ các bạn. Rồi vốn chủ sở hữu thì chúng ta thấy không tăng lên nhiều. Tuy nhiên cái điều đáng nói ở đây là chúng ta thấy vốn chủ sở hữu trong 3 năm trở lại đây không tăng vốn các bạn ha. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang có một cái sự suy giảm từ lợi nhuận sau thuế. Và như năm vừa rồi nó lỗ 1.020 tỷ thì các bạn thấy rằng là cái phần đó nó phải trừ vô cái lợi nhuận còn lại sau thuế ha. Thì chúng ta thấy cái lợi nhuận giữ lại chỉ còn có 1.400 thôi. Như vậy cái lợi ích của cổ đông nó rất là mỏng các bạn ha. Chỗ này nó rất là mỏng ha. Thì bạn thấy lợi ích của cổ đông không kiểm soát thì bạn thấy những cái công ty con, công ty liên danh liên kết ha, thì thấy cái nguồn lợi của nó 3.000 mấy trăm tỷ rồi, 3.000 cỡ 3.000 tỷ lần. Cho nên thấy rằng cái Hoàng Anh Gia Lai nó cũng dùng hết tất cả những cái nội lực, những cái phần khác để cứu tới chính nó. Nhưng bạn thấy rằng là cũng kết quả thì cũng không có được khả quan. Khi mà cái doanh thu đạt cao nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy lợi nhuận nó cũng không được thỏa mãn lắm ha các bạn. Và chúng ta lo ngại rằng chúng ta lo ngại bằng cái phần đầu tư của nó sang năm 2017 này. Sang 2017 này thì chúng ta thấy nó có nhiều cái khó khăn các bạn ha. Có thể có nhiều cái khó khăn bởi vì chúng ta thấy nợ này tăng lên ha. Nợ dài hạn tăng lên trong năm. Và chúng ta thấy rằng là nợ ngắn hạn cũng tăng lên nhẹ ha. Thì chúng ta thấy chủ yếu là chúng ta thấy vay nợ và thuê tài chính ha, các bạn, nó cũng giảm một phần. Tuy nhiên thì cái phần đó nó người mua trả tiền trước cho nó các bạn ha, nó cũng chiếm dụng vốn của người khác. Và năm vừa qua nó đã làm điều đó các bạn ha. Thì nó cũng lấy cái phần chiếm dụng vốn nó trả một phần nợ các bạn, nợ cho người khác ha. Như vậy thì chúng ta thấy một phần là lấy của người này đưa người khác thôi. Nó cũng không giải quyết được vấn đề đối với Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là cái nợ của dài hạn là 20.000 tỷ các bạn. Nợ dài hạn 20.000 tỷ này thì chúng ta thấy ở đây cũng có lãi suất chi phí lãi vay ở đây nó khá lớn, 1.500 tỷ các bạn thấy trong 2 năm gần đây là 2015-2016 thì cái tốc độ tăng của nó trả lãi vay cho nó tăng 100% từ 500 tỷ khoảng cỡ gần 500 hơn 500 tỷ lên 1.000 tỷ rồi 1.500 tỷ nha. Thì các bạn thấy rằng là cái áp lực trả lãi vay của Hoàng Anh Gia Lai cực kỳ lớn nha. Trong đó các bạn thấy doanh thu thực ra là có 6.000 tỷ nhưng mà trả lãi vay nó tới 1.500 tỷ, 6.500 tỷ đi, hết 1.500 tỷ là trả lãi vay rồi. Các bạn thấy tổng doanh thu nghe cao nhưng mà chúng ta thấy rằng là lãi vay trong đó chiếm hết một phần tư các bạn ha. Có 1/4 là lãi vay trong đó, phải trả lãi vay trong đó. Thì cái đó là cái rủi ro lớn nhất của các Hoàng Anh Gia Lai mà các bạn thấy
trong năm 2017 này, các cái chỉ số như để dành, các bạn thấy rằng là như hàng tồn kho đều giảm, những cái hoạt động về như là tài sản lưu động nó cũng giảm, tài sản cố định nó cũng giảm, mấy không các bạn ha. Thì chỉ có mỗi có hoạt động, tự nhiên cái hoạt động đầu tư về bất động sản thì lại tăng lên. Đó, điều này là một cái điều lo ngại, liệu bất động sản nó có chuyện gì hay không. Rồi, và cái tài sản cố định hữu hình nó lại tăng lên ha. Thì cái Hoàng Anh Gia Lai nó đang với số vốn, tổng số vốn là hiện tại bây giờ là 53.000 tỷ. Nếu tính hết năm 2016 thì chúng ta thấy là tổng tài sản cũng như là tổng nguồn vốn thì nó 53.000 tỷ, hơn 53.000 tỷ. Mà trong đó chúng ta thấy tổng nguồn vốn của chủ sở hữu thì chúng ta có 17.000 tỷ thôi. Thì chúng ta thấy rằng là 36.000 tỷ đó là nợ các bạn, 36.000 tỷ là nợ. Như vậy chúng ta thấy rằng là một cái công ty nó đang có là 3 phần, một phần là chưa tới 3 phần, tôi chia ra đại khái thôi, một phần là nguồn vốn, không các bạn, hai phần kia là nợ, không đi mượn nợ, đang nợ người khác. Như vậy thì cái cơ cấu này nó rất rủi ro bạn ha. Thì các bạn thấy bên cạnh đó năm ngoái với năm nay thì các bạn thấy cái phần Zco nó không có cải thiện mấy cho bạn ha, không có cải thiện mấy đâu, tại vì cái chỉ số này nó còn giảm đi nữa. Thì cái phần chúng ta thấy là cái Zco này nó cũng không giảm đi. Như vậy thì chưa được cải thiện các bạn. Trong nhiều năm gần đây thì các bạn thấy từ năm 2014, 15, 16 thì cái phần Zco của nó, đặc biệt là 2015, 16 thì cái phần Zco của nó cảnh báo cho chúng thấy phá sản. Có nguy cơ phá sản các bạn. Có nguy cơ phá sản trong ngắn hạn. Đó là của Hoàng Anh Gia Lai. Thì đó là cái phân tích cơ bản của Hoàng Anh Gia Lai. Mong các bạn chú ý xem xét, nếu chúng ta có muốn đầu tư Hoàng Anh Gia Lai một cách dài hạn thì chúng ta phải cẩn thận đối với cái mã cổ phiếu này. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã bỏ chút thời gian xem cái phân tích cơ bản về Hoàng Anh Gia Lai.